Harry Won và Trấn Thành, cặp đôi không đối thủ của V-Big. Sở hữu trang cá nhân với lượng người hâm mộ cực khủng, Harry Won và Trấn Thành xứng danh là đôi vợ chồng hùng mạnh nhất trong showbiz Việt. Bên cạnh báo chí truyền thông, ở thời buổi hiện đại, mạng xã hội cũng là một trong những công cụ truyền thông vô cùng hiệu quả với sức lan tỏa cực mạnh mẽ. Chính vì thế, thông qua các trang mạng xã hội, công chúng có thể phần nào định hình được mức độ nổi tiếng và ảnh hưởng của các sao Việt tới người hâm mộ. Khảo sát một vòng những trang bay Facebook của các nghệ sĩ hiện nay, dễ dàng nhận thấy Harry Won và Trấn Thành là bộ đôi sao có tốc độ phát triển nhanh một cách chóng mặt. Thậm chí hiện tại, Asin còn đang đứng đầu các sao nam có bay sở hữu lượng thích và theo dõi đứng đầu tại Việt Nam. Khi so sánh trên các mặt trận quốc tế, đặt Trấn Thành và Harry Won lên bàn cân với các đôi đình đám thế giới khác như David Victoria Beckham, Liam Hemsworth, Miley Cyrus, thì cặp tiên đồng ngọc nữ Việt Nam có lượng fan theo dõi chỉ kém chút đỉnh. Tuy nhiên, nếu xét về lượng tương tác, thì Harry Won và Trấn Thành hoàn toàn có thể tự tin không hề thua thiệt. Trấn Thành Harry Won, cặp đôi không đối thủ của V-Big. Mặt trận solo hai cá nhân hùng mạnh nhất nhì showbiz Việt, Harry Won xếp thứ tư trong top những sao nữ sở hữu nhiều follow nhất. Khởi My 10.576.416, Chi Bu 7.975.145, Minh Hằng 7.973.273, Harry Won 5.990.808, Hồ Ngọc Hà 4.579.076. Trấn Thành lên ngôi sao nam sở hữu nhiều follow nhất. Trấn Thành 10.605.270, Hoài Linh 9.910.856, Sơn Tùng MTB 9.136.764, Nô Phước Thịnh 3.044.065, Đàm Vĩnh Hưng 3.027.359. Mặt trận couple, Sình Ri vô địch lấn át toàn bộ đối thủ. Trấn Thành Harry Won 16.526.421, Công Vinh Thủy Tiên 6.787.592, Ông Cao Thắng Đông Nhi 8.088.641, Trường Giang Nhã Phương 5.187.823. Mặt trận quốc tế thua về số lượng chứ không phải chất lượng. Lượng tương tác trung bình trên một mod: Trấn Thành 50.000, David Beckham 150.000, Liam Hemsworth 70.000, Justin Timberlake 36.000. Lượng tương tác trung bình của Harry Won 40.000, Victoria Beckham 3.500.000, Miley Cyrus 100.000, Jessica Biel 2.000. Vượt qua Hoài Linh, Trấn Thành trở thành sao nam hot nhất showbiz Việt. Trang fanpage của nghệ sĩ Trấn Thành trở thành trang có lượng thích và lượng theo dõi đứng đầu tại Việt Nam. Theo số lượng thống kê ở thời điểm hiện tại, hiện trang fanpage của Trấn Thành đã có 10.591.300 người thích và theo dõi, trở thành fanpage nghệ sĩ dẫn đầu tại Việt Nam. Đây là tin vui và cũng là động lực để nam diễn viên có những bước đột phá mới trong năm 2017. Vượt mặt Khởi My, Hoài Linh, Trấn Thành hiện đang là nam nghệ sĩ có lượt thích và theo dõi khủng nhất trong showbiz Việt. Trấn Thành cho biết, trang fanpage của Thành được xây dựng cách đây 4 năm, một khoảng thời gian không quá dài so với nhiều nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, đây không phải là công sức của một mình Thành mà là của cả ekip, đặc biệt là các thành viên trong nhóm admin và fan club Trấn Thành. Đối với Thành, không có gì hạnh phúc bằng nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả. Đó không chỉ là niềm vui và động lực, mà còn là áp lực để giữ gìn và duy trì sự yêu thương này. Trong tương lai, chắc chắn Thành và ekip sẽ phải nghĩ thêm nhiều ý tưởng tương tác và kế hoạch để các fan không ngừng theo dõi trang fanpage. Sau khi phim điện ảnh Chờ Em Đến Ngày Mai công chiếu, Trấn Thành nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng anh đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh thường thấy của một diễn viên hài trên sân khấu. Thay vào đó là lối diễn xuất chân thật tự nhiên trong vai anh chàng ca sĩ Kevin Vũ. Vào ngày 7 tháng 1 và 9 tháng 1 tới đây, anh cũng sẽ tham dự Scene Tour cùng ekip sản xuất và các diễn viên khác nhằm quảng bá và cảm ơn khán giả đã ủng hộ phim Chờ Em Đến Ngày Mai. Được biết, hai kế hoạch điện ảnh mới anh đã ký kết cũng vừa bấm máy. Hy vọng khán giả sẽ được nhìn thấy một Trấn Thành đầy biến hóa trong điện ảnh.
Sau một đêm nổi tiếng, cuộc sống vợ chồng hot boy trà sữa thay đổi chóng mặt như thế này. Lê Tuấn Lợi đang nổi đình đám trên mạng xã hội sau chương trình thách thức danh hài mùa 3, khiến hai giám khảo Trấn Thành và Trường Giang phải phát cuồng. Từ khi nổi tiếng, cuộc sống của hot boy trà sữa thay đổi chóng mặt. Sau một đêm, Lê Tuấn Lợi, 23 tuổi đến từ Long An, nổi tiếng khắp cộng đồng mạng nhờ phần biểu diễn dí dỏm trong chương trình thách thức danh hài mùa 3. Chàng trai gây sốt khi vượt qua 4 vòng thi, dù chưa hết một kịch bản đơn giản. Hai giám khảo Trấn Thành và Trường Giang tỏ ra phát cuồng trước sự ngây ngô và duyên dáng của thí sinh này. Nam MC còn thừa nhận, nếu có tiền tôi sẽ mua ông này về nuôi quá. Lê Tuấn Lợi giới thiệu mình đang bán trà sữa tại quê nhà, trong diện mạo thư sinh quần đen, áo sơ mi trắng. Lợi ngô nghê và tỏ ra rụt rè trả lời các câu hỏi của Trấn Thành, Trường Giang. Thậm chí chàng trai còn giới thiệu vợ đi cùng là con mập khiến khán giả phì cười. Vượt qua được 4 vòng thi mà không mất quá nhiều công sức, màn thể hiện tiếp theo của Tuấn Lợi sẽ được phát sóng trong tập sau. Tuy nhiên, sau phần thi được phát sóng, nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện Lê Tuấn Lợi là gương mặt quen thuộc. Chàng trai 23 tuổi cùng dự thi thách thức danh hài mùa 2. Khi đó, anh gây ấn tượng với khả năng hoạt ngôn, diễn xuất ấn tượng, khác hẳn với vẻ ngây ngô rụt rè trong mùa 3. Chính điều này khiến khán giả đặt nghi vấn anh đang diễn sâu, giả vờ ngây thơ trên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, điều đáng nói là chính MC Ngô Kiến Huy và Trấn Thành không nhận ra người quen. Bên cạnh các ý kiến trái chiều, nhiều khán giả thừa nhận phải xem đi xem lại phần trình diễn của Tuấn Lợi bởi tính chân thật và hài hước. Trong chương trình, Lợi cho biết toàn bộ doanh thu bán trà sữa vợ giữ và hàng ngày anh nhận được 50.000 đồng để chi tiêu cá nhân. Do thời tiết đang vào mùa mưa nên công việc mua bán cũng gặp khá nhiều khó khăn. Chính chia sẻ ngắn của Lợi, nhưng mạng đã mở cuộc truy tìm trang cá nhân và quán trà sữa của anh. Nhờ sự lan truyền mạnh mẽ của mạng xã hội, thông tin nhanh chóng được hé lộ. Liên hệ theo số điện thoại in trên bảng hiệu quán trà sữa của Lê Tuấn Lợi, đầu dây bên kia giới thiệu tên T, chị gái của vợ Lợi. T cho biết, từ khi Lợi nổi tiếng, chị nhận được nhiều cuộc gọi, lời mời kết bạn trên trang cá nhân. Chị em buôn bán chung nên mình để số điện thoại trên bảng hiệu. Chắc nhiều người nghĩ đó là số của Lợi nên gọi điện nhắn tin liên tục, T nói. Theo đó, mấy ngày nay chị T bận việc nên giao quán cho vợ chồng Lợi quản lý. Quán thường mở cửa vào buổi sáng từ 9 đến 11 giờ tối, đến khi vắng khách mới đóng cửa. Thường ngày thì toàn khách quen, nay Lợi nổi tiếng thì họ giới thiệu thêm bạn bè vào quán. Lượng khách dường như tăng gấp đôi, vợ chồng nó phải loay hoay cả ngày, chị T chia sẻ thêm. Trước các ý kiến trái chiều về em trai, chị dâu của Lợi tâm sự, người ta bàn tán nói về sự ngây ngô của nó. Ngộ thật, đi thi miễn sao người ta làm giám khảo cười là được thôi chứ. Ở nhà Lợi cũng hay làm trò, đùa giỡn chọc vui mọi người. Theo tôi, hài thì phải có này có kia nên không thể quy chụp vội phán xét như vậy. Sau nổi tiếng, quán trà sữa của Lợi đông khách gấp đôi. Vợ chồng hot boy trà sữa tức bật bán nước cho khách. Các bạn trẻ kéo đến quán Lợi đông kín. Lợi xăm tên vợ trên tay. Ảnh đời thường của Tuấn Lợi, khoảnh khắc lãng mạn của Lợi và bà xã. Chính ít đang gây tranh cãi trên mạng khi hai lần xuất hiện tại thách thức danh hài với tính cách hoàn toàn khác nhau. Nhiều người nhận xét Lợi sở hữu vẻ ngoài điển trai thư sinh. Ngọc Trinh đáp trả bằng một từ duy nhất sau ồn ào chia tay tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi. Ngọc Trinh đã chính thức phản hồi trước tin đồn chia tay tỷ phú Hoàng Kiều sau vài tháng yêu nhau. Sau ồn ào Ngọc Trinh đã chia tay bạn trai tỷ phú Hoàng Kiều, cộng đồng mạng bất ngờ dậy sóng. Theo đó, cộng đồng mạng suy đoán từ một đoạn status được viết trên trang cá nhân của quản lý Vũ Khắc Tiệp rằng trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan, hoa rơi hoa nở hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình vẫn tan. Ngay lập tức công chúng quy chụp rằng ông bầu của nữ hoàng nội y đang nói về rạn nứt tình cảm giữa Ngọc Trinh và bạn trai tỷ phú. Tuy nhiên, trước những ồn ào rằng chia tay tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh chỉ đáp trả bằng một từ duy nhất là khùng. Đồng thời, phía Vũ Khắc Tiệp cũng phủ nhận tin đồn này và cho rằng status của anh chỉ đơn thuần là một bài thơ mà anh tình cờ đọc được, thấy thích chứ không ám chỉ bất cứ điều gì. Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh vẫn đang rất hạnh phúc. Chuyện Ngọc Trinh yêu người đàn ông lớn hơn mình đến 45 tuổi đã khiến công chúng dậy sóng và tranh cãi với nhiều luồng ý kiến.
Thế nhưng, dù bị ném đá thì hai người vẫn đang hạnh phúc. Hiện tại, tình cảm của nữ hoàng nội y với bạn trai và các thành viên trong gia đình tỷ phú Hoàng Kiều đều rất tốt đẹp. Bỏ qua những lời nói công kích không hay từ công chúng, sau tất cả, Ngọc Trinh hiện đang rất hạnh phúc bên tình yêu mới của mình.